sản Dương Vy xin kính chào cô dì, chú bác, các anh, các chị và các bạn thân mến. Hôm nay Dương Vy sẽ like cái chuyên mục chống diễn biến hòa bình với cái tiêu đề là vì sao Việt Tân duy trì 1.000 tài khoản trên mạng xã hội để trục phá bầu cử. Thì qua cái bản tin online 35 độ online của chuyên mục chống diễn biến hòa bình á, được đăng ở trên báo Quân đội Nhân dân này, thì với tác giả Thanh Sơn sẽ lột tả rõ nét về cái tổ chức phản động Việt Tân, tại sao nó duy trì trên 1.000 tài khoản Facebook. Trong tuần vừa qua, các cơ quan báo chí và một số trang mạng xã hội tiếp tục có nhiều bài viết sắc bén phản bác các quan điểm sai trái chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là thông tin sai trái bịa đặt về tình hình nhân quyền, phá hoại trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Bên cạnh đó, báo chí quốc tế cũng có những đánh giá tích cực về nhiều mặt ở Việt Nam, qua đó góp phần phản bác những luận điệu xuyên tạc được nêu ở trên. Chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ, thúc đẩy các quyền của con người, của người dân. Và ngày 10 tháng 4, trả lời câu hỏi trên của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước báo cáo nhân quyền thường niên năm 2020 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ, thúc đẩy quyền của công dân, của người dân. Các nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực này thời gian qua đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá rất là cao. Đó. Việt Nam ghi nhận việc báo cáo nhân quyền thường niên năm 2020 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã nêu các tiến trình tích cực của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người. Tuy nhiên, báo cáo cũng đưa ra một số nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tiễn tại Việt Nam. Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi thẳng thắn, cởi mở và trên tinh thần xây dựng với Hoa Kỳ và những vấn đề còn có sự khác biệt, tăng cường hiểu biết về và đóng góp vào sự phát triển quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Đó là lời phát ngôn của Bộ Ngoại giao, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng. Đó. Cái thông điệp đó một lần nữa khẳng định rằng Đảng, Nhà nước ta luôn tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền của người dân, bác bỏ thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội. Đặc biệt đó, sau những ngày bắt thí dụ như tên Lê Chí Thành về hành vi chống người thi hành công vụ này, thì các báo chí của phương Tây ấy, với các trang mạng, báo mạng phản động, đặc biệt là Việt Tân, nó đưa tin rất là nhiều và đều sai sự thật. Với ngày 14 tháng 4 vừa qua, như chúng ta đã biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức đã tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Chí Thành về tội chống người thi hành công vụ theo điều 330 của Bộ luật hình sự. Đấy. Thì cái quá trình phạm tội của Lê Chí Thành thì Dương Vy chỉ đi sơ lược một chút thôi. Trước đó, Lê Chí Thành đã từng nhiều lần thực hiện hành vi cản trở lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ, tạo cớ khiêu khích, xuyên tạc, đưa thông tin sai sự thật về hoạt động công vụ, sau đó phát tán lên mạng xã hội, mục đích là thu hút người theo dõi để trục lợi cá nhân, tác động xấu đến an ninh trật tự. Đấy. Còn xử lý ví dụ rất là nhiều cái đối tượng khác. Ví dụ như ngày 15 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Quách Duy, nguyên công chức Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 4 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đó. Mà theo các cáo trạng năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện trên cái trang Facebook của Quách Duy này đăng tải một số bài viết có nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Đấy, thậm chí là cả cán bộ ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó là về tên Quách Duy. Thêm vào đó, ngày 13 tháng 4, Công an tỉnh Bắc Giang đã quyết định xử phạt hành chính với số tiền là 7,5 triệu đồng đối với đối tượng Nguyễn Quang M, sinh năm 1993, trú tại thôn Hùng Lám, hai xã Hồng Thái, Việt Yên, Bắc Giang vì hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm cái uy tín của cơ quan tổ chức. Đó. Còn rất là nhiều đối tượng khác. Ví dụ như công an huyện Anh Sơn, Nghệ An hoàn thiện cái hồ sơ xử lý đối với Nguyễn Văn Thái, 31 tuổi, ở xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, đã có hành vi bình luận trên mạng xã hội với nội dung xúc phạm nghiêm trọng đến lực lượng công an này. Ở đây Dương Vy sẽ chia sẻ một số bài viết nổi bật trên báo chí. Ở đây cảnh báo âm mưu chống phá của tổ chức khủng bố Việt Tân, như báo điện tử VOV số ra ngày 12 tháng 4 có bài "Vì sao Việt Tân duy trì 1.000 tài khoản trên mạng xã hội để chống phá bầu cử". Theo bài viết, thời gian qua tổ chức phản động Việt Tân đã cho lập mới 300 tài khoản, duy trì 1.000 tài khoản trên các mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ những bài viết thông tin tiêu cực trong xã hội để thổi phồng này, phá hoại tư tưởng. Âm mưu của chúng là thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình, tấn công trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, dần đưa hệ tư tưởng, tư sản thâm nhập vào cán bộ này, đảng viên, xóa bỏ cái vai trò lãnh đạo của đảng. Đó. Đảng Cộng sản sao dạo này bắt nhiều quá, bệnh ớn bái. Đảng Cộng sản không bắt, bởi vì những người tuyên truyền chống phá đảng, nhà nước, chống phá chính quyền nhân dân này là luật pháp bắt, mà đại diện luật pháp là cơ quan công an, cơ quan an ninh người ta bắt. Nha. Tiếp bài viết, bên cạnh đó chúng sử dụng thư điện tử phát tán các tài liệu phản động với tiêu đề "Hiến pháp Việt Nam năm 2021". Đó. Giải trình hiến pháp Việt Nam năm 2021, vân vân và vân vân, kích động số đối tượng chống đối cơ hội chính trị trong nước thành lập các hội nhóm, lôi kéo người dân tham gia chống phá bầu cử, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự. Ngoài ra, các thế lực phản động còn hô hào các nhóm dân chủ trên mạng xã hội ký tên ảo, tung hô ủng hộ, kích động các nhà dân chủ cuội. Một số đối tượng có hoạt động tự ứng cử để gây rối, phá hoại bầu cử. Đó. Vâng, chào chị Nguyễn Thị Thu Hằng. Ô, thằng Kiên Giang cứ tưởng trong hội nhà báo sạch, cũng có một thằng Kiên Giang ở trong hội nhà báo sạch bị bắt rồi đó, bắt 3 tên cơ. Chào anh Thượng Quang, chào tất cả mọi người. Ở đây Dương Vy sẽ nêu một số thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử và mạng xã hội. Tuần qua, báo Quân đội Nhân dân đăng tải video clip "Có phải họ bắt do tự ứng cử?" Hỏi chấm. Chỉ do việc Trần Quốc Khánh, Lê Trọng Hùng bị bắt để phục vụ điều tra hành vi chống nhà nước. Video clip này đã được nhiều trang mạng xã hội như Đất và Người, Quân khu 3, Vững Tin Theo Đảng cùng một số tài khoản trên kênh YouTube dẫn đăng tải lại với hàng nghìn lượt xem và chia sẻ, qua đó góp thêm cái tiếng nói khẳng định không có chuyện hai đối tượng này bị bắt vì lý do tự ứng cử như một số phần tử cơ hội phản động rêu rao. Và Dương Vy cũng khẳng định rằng Trần Quốc Khánh với Lê Trọng Hùng CFTV này, tức Hùng Gà này, bị bắt theo điều 117 của Bộ luật hình sự. Cái điều đó là chống phá Đảng, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sử dụng tài liệu, phát tán tài liệu nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117 luôn. Nên là hai đối tượng này là hai đối tượng khẳng định rằng là cánh tay nối dài của tổ chức Việt Tân. Ở đây có rất là nhiều cái bình luận, thì Dương Vy sẽ đọc một số cái bình luận của một số bạn. Ví dụ như bạn đọc Thanh Trần bình luận trên fanpage báo Quân đội Nhân dân điện tử: cố tình làm những việc phạm pháp, việc pháp luật ngăn cấm, đó không phải là thực hiện quyền tự do dân chủ mà là lợi dụng tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Đã đến lúc nghiêm trị tận gốc cái đám phản nghịch này. Và một bạn đọc khác viết này: Trần Quốc Khánh và Lê Trọng Hùng bị bắt phục vụ điều tra về việc làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước. Tuy nhiên, bằng thủ đoạn tự ứng cử, các đối tượng cố biến tướng, đánh lạc hướng dư luận, hình thành một sự lầm tưởng rằng đảng, nhà nước gây khó dễ cho những người tham gia ứng cử, tạo cớ cho các thế lực bên ngoài vu khống cuộc bầu cử tại Việt Nam là thiếu tự do, dân chủ. Đó. Trước những luận điệu cố tình xuyên tạc mang tính chủ quan nhằm phủ nhận bản chất giai cấp của đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trang Thịnh vượng Việt Nam.com viết: Trong thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn kiên định, giữ vững, không ngừng tăng cường bản chất giai cấp công nhân của mình. Bản chất giai cấp công nhân của Đảng được thể hiện mục tiêu, lý tưởng của Đảng ở hệ tư tưởng cũng như nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng, chứ không thể hiện ở xuất thân của Đảng viên hay số lượng thành phần giai cấp, tầng lớp tham gia như sự cố tình ngây thơ của những luận điệu xuyên tạc, phản động. Mục đích cuối cùng chúng là xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đó. Và bác bỏ những luận điệu kích động công dân cử tri có thể đi bầu cử hoặc không vì chỉ là quyền mà không phải là nghĩa vụ. Trang Cổ động Thành phố Hồ Chí Minh viết: Đây là một cách diễn giải, ngụy biện và sai so với các thực tiễn tiến lẫn pháp lý, bởi không có cái gọi là quyền đơn thuần, tức là quyền mà không gắn với nghĩa vụ. Công dân cử tri có quyền bầu cử thì cũng có nghĩa là có nghĩa vụ đi bầu cử. Quyền bầu cử là một trong những quyền cơ bản của công dân, vốn phải trải qua rất là nhiều đấu tranh trong lịch sử nhân loại, bởi không phải ở thời kỳ nào, quốc gia nào cũng có công dân cũng có quyền được đi bầu cử. Nghĩa vụ bầu cử là còn là trách nhiệm của công dân trong việc giới thiệu, chọn lựa người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực của nhà nước này, nhằm góp phần bảo vệ và việc xây dựng nhà nước của công dân, do dân và vì dân. Nói bầu cử là nghĩa vụ bởi nếu công dân, cử tri không đi bầu cử thì không thể thành lập được các cơ quan lập pháp, hành pháp như luật định. Cháu chào chú Phan. Còn tam quyền phân lập đó, không phù hợp với thể chế chính trị ở Việt Nam. Đó là chia sẻ trên trang Facebook Vững Tin Theo Đảng. Theo tác giả, cái gọi là tam quyền phân lập đó chỉ là cái bẫy khiến chúng ta vô tình tự diễn biến, tự chuyển hóa ở Việt Nam. Phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp là hợp lý. Bản chất quyền lực nhà nước ta là thống nhất trên cơ sở phân công, phối hợp, kiểm soát, thực hiện quyền hành này của các cơ quan nhà nước. Hiến pháp Việt Nam là sự kế thừa có chọn lọc những giá trị truyền thống lập pháp, lập hiến của dân tộc, nhân loại và thời đại. Từ tinh thần, nội dung đến các nguyên tắc lập hiến đều của người Việt Nam, do người Việt Nam định đoạt, không chịu sự can thiệp áp đặt bởi những triết lý lập hiến nào từ bên ngoài. Thì chính xác là vậy. Nhưng cái đám dân chủ cuội ấy, đặc biệt là cái tổ chức khủng bố Việt Tân này, lúc nào muốn đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, xuyên tạc trong cái quá trình đại hội 13 của Đảng, tiếp đến là trong cái quá trình bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp và bầu cử Quốc hội. Đấy. Thì qua vừa rồi ấy, hai đối tượng như Trần Quốc Khánh với Lê Trọng Hùng bị bắt thì bọn chúng đã xuyên tạc một mớ rồi. Và mới đây ấy, tên Lê Chí Thành, một tên cựu đại úy công an bị bắt do ngáo mạng, ngáo phây, cứ tưởng mình là anh hùng, đấy, chống phá người thi hành công vụ nên bị bắt theo điều 330 của Bộ luật Hình sự ấy. Thì cái đám dân chủ ở ngoài này hô hào vì Lê Chí Thành nên anh em hãy xuống đường lấy xăng tự thiêu đi nè, thằng nào tự thiêu được, Dương Vy sẵn sàng hỗ trợ thêm 10 lít xăng nữa để cho bọn mày tự thiêu coi. Bọn mày có dám làm không? Còn cái thằng Kiên Giang này, tao mà biết là mày bị bắt ở trong hội nhóm nhà báo sạch, tao mổ gà ăn mừng, nhưng mà đáng tiếc mày chưa đến lượt, bởi vì mày chưa đủ tuổi nhá.